Rồi hai đứa gọi má ra đây. Ngồi từ sáng cho đến giờ nè. Có gì nói không? Sao không nói đi? Dạ thật ra là... Dạ là vợ chồng con không có gì để nói với má hết. Trời ơi. Thôi nha. Nếu không có gì hết á thì má đi công việc đây. Má tưởng hai đứa kêu má ra là có cái gì quan trọng lắm để nói với má chứ. Rốt cuộc không được gì hết á. Được cái tốn thời gian à. Rồi. Không có gì nói phải không? Có chắc không đó? Má đi rồi nha. Dạ. Anh đó, có bao nhiêu mà anh nói cũng được nữa. Lúc ở trên phòng á, thì nói là anh sẽ xuống nói với má là con muốn ra ở riêng, con muốn cuộc sống thoải mái, các kiểu. Rồi tự nhiên xuống má hỏi rồi im re luôn, không có gì là sao? Anh cũng biết tại sao nữa nha. Cứ mỗi lần ngồi trước mặt má là anh câm như hết vậy. Suy nghĩ chữ nghĩa nó bay hết trơn. Không biết tại sao cái gì? Thì anh sợ má gì không sợ? Má mình phải sợ đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là không phải là sợ mà là tôn trọng má. Anh đó tôn trọng riết á, rồi hai vợ chồng mình chưa có con luôn đó. Mỗi lần hai vợ chồng mình tính thì má anh xuất hiện. Anh ở vậy mà cũng chịu được, hay thiệt. Em thông cảm cho anh đi. Anh không biết sao để nói với má luôn á. Tại vì mỗi lần mà anh nghĩ rằng anh là muốn nói với má đó, thì anh lại hình dung là cái câu chuyện là ba anh chết sớm, má anh một mình ở dậy nuôi con, lo lắng cho anh nên anh không mở lời với má được. Ừ, má anh nói cái gì thì anh cũng nghe, cũng nhớ hết á. Còn em nói nè, anh cho ngoài tai không à? Có đời nào anh nhớ cái gì không? Thôi được rồi, rút kinh nghiệm. Em cho anh thời gian đi, anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp nhất để anh nói với má anh, thế nào má cũng đồng ý mà. Thời gian là bao lâu? Một tháng, hai tháng? Anh nói hoài, em chờ hoài luôn đó. Anh không chán hả? Em chán lắm luôn rồi đó. Mà em nói với anh chuyện này rồi, không phải là em ghét má mà em đòi ra riêng. Quan trọng là em chỉ muốn hai vợ chồng mình có cuộc sống hạnh phúc với nhau, cuộc sống riêng tư, anh hiểu không? Em làm như má cấm cản gì đó, hay là cản trở gì em. Nói gì nó cũng vừa phải thôi, nói quá. Không phải là má cản trở gì mình hết á. Nhưng mà anh thấy đó, từ ngày mình cưới nhau về, có lúc nào hai vợ chồng mình có cuộc sống riêng tư thoải mái không? Lúc nào anh đi làm vậy anh cũng vô bếp anh chào má anh, rồi anh nói chuyện một hồi. Xong rồi lúc ăn cơm nữa, anh ăn cơm xong rồi anh cũng ngồi coi tivi nói chuyện má tới khuya anh mới lên phòng với em. Anh hỏi vậy anh có chịu nổi không? Rồi á, chưa kể nha, hai đứa mình cưới nhau rồi đi từng chăn mặt, anh cũng dẫn má anh đi theo. Anh không biết khó chịu à? Chứ em là em khó chịu lắm luôn đó. Em phải thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình anh. Mình đi cả tuần như vậy, má ở nhà một mình, má buồn. Nào giờ má sống với anh, bây giờ bỏ má như vậy, tội nghiệp má chứ. Thì em biết là anh thương má anh tôn trọng má anh nhiều lắm. Nhưng mà em chỉ muốn là hai vợ chồng mình có cuộc sống riêng tư với nhau thôi, thoải mái một chút thôi mà. Em phải thông cảm đi, má anh lớn tuổi rồi, sống nay chết mai, rồi chuối già chín cây rồi. Em phải thông cảm cho một thời gian nữa. Em biết rồi. À mà thôi đi, bây giờ anh khỏi cần phải nói với má luôn. Chuyện này để em giải quyết cho. Em sẽ đích thân nói với má. Sao? Kêu má ra lại có việc gì nữa không? Trời ơi, có gì nói lẹ đi, má còn đi công chuyện nữa đó. Như mấy bữa trước cứ ngồi suốt cả buổi trời không nói gì hết trơn à. Dạ, thật ra ngày hôm nay là vợ cũng muốn nói chuyện với má, còn con ngồi để nghe thôi. Sao? Con dâu có gì nói với má hả? Dạ. Con xin phép má cho vợ chồng con ra ở riêng. Cái gì? Ra ở riêng? Dạ. Con biết chuyện này là bất ngờ với má lắm, nhưng mà cái này vợ chồng con đã suy nghĩ lâu lắm rồi mới ra quyết định. Con đã nói trước với chồng con, nhưng mà chồng con cứ sợ má buồn rồi lo lắng nên là chồng con không dám nói. Con mạn phép hôm nay con xin phép má cho vợ chồng con được phép ra ở riêng. Không phải là con ghét gì má đâu, mà tại vì vợ chồng con muốn có sống riêng tư một chút thôi mà. Con mạn phép xin phép má cho tụi con ra ở riêng nha má. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Cái chuyện này má đang muốn hai đứa nói ra từ lâu rồi kìa. Má biết hai đứa lớn rồi cũng cần không gian riêng nữa. Má cũng cần cuộc sống riêng của má nữa. Má thấy hai đứa có nói gì ra đâu.
Má tưởng hai đứa cứ muốn ở chung với má à? Trời, vậy mà tụi con lại tưởng là má muốn sống chung với tụi con. Trời, cái thằng này ở với má bao lâu rồi mà giờ còn không biết tính má nữa. Chắc là tại suốt ngày á, anh nghe má nói là ba mất sớm, anh phải ở với má, má chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nên là anh sợ, anh ngại, anh sợ má buồn á, nên anh không dám nói ra. Trời đất, đó là má nhắc khéo nó đó. Ý má là má lo cho nó đến bây giờ là lâu quá rồi, không lẽ cứ cày cày bên má hoài sao? Còn có vợ rồi thì má cũng phải có cuộc sống riêng của má chứ. Vậy là sao má? Thôi má đi đây. Rồi cái chuyện mà hai đứa ra riêng á, tối má về rồi mình bàn bạc lại cho kỹ, được không? Dạ. Má đi cẩn thận ạ. Má đi nha. Anh thấy chưa? Chỉ cần nói ra với má là mọi việc được giải quyết liền. Ở với má từ đó tới giờ, vậy mà mình không hiểu nổi má mình luôn. Anh còn than thở gì nữa, em đây cũng đâu có hiểu đâu. Nhưng mà quan trọng bây giờ là má đồng ý cho hai vợ chồng mình ra riêng rồi. Ham hố.